Ok, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ không tiếp tục với con game Don't Starve Together, mà Don't Starve Together thì chúng ta sẽ tiếp tục vào chủ nhật. Còn ngày thứ tư ấy, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một trong những cái chuyên mục có lẽ là mới của channel của mình. Đó chính là chuyên mục làm gì ta? Đánh giá tướng Liên Minh Huyền Thoại à? Ok, đánh giá tướng Liên Minh Huyền Thoại theo ý của mình, không phải là của số đông, không phải là một cái nhà chuyên gia hay trang web nào đánh giá, mà là chính bản thân mình đánh giá. Thì ở đây thì các bạn có thấy không, đây là có bao gồm 6 đổi 7 7 cái tier, cái rank ấy. Ở đây có bao gồm S S S cho đến F, S cho đến F. Thì ở đây là các con tướng Liên Minh Huyền Thoại phía dưới này, và mình có thể kéo thả nó lên trên cái vùng này để mình đánh giá nó, không phải đánh giá nó mà gọi là xếp, kiểu xếp rank ấy. Đó. Và cái nữa đó chính là mình muốn thông báo là cái ở đấy ấy, thì nó chưa đủ tướng nhá. Đây con tướng mới nhất của nó mới ra là con Quiana này, sau con Silas của con Yuumi. Và thứ hai mình nói muốn nói với mình một chút về với con game này, thì con game Liên Minh Huyền Thoại đó là một tựa game mình đã chơi từ rất lâu rồi. Tính đến ngày hôm nay, tức là tháng 8 của năm 2020 ấy, thì mình đã chính thức là chơi game được khoảng độ gần 6 năm, gần 6 năm, hơn 5 năm rồi. Mình chơi từ cái thời điểm mà mùa 4, mùa 5, ở à đâu mùa 5, không phải mùa 4 đâu, mùa 5. Hay là mùa 4 nhỉ? Đấy, nói chung là trong tầm đấy. Và đến hiện nay có những con tướng thì mình chơi rất nhiều, kiểu các bạn cũng thế đúng không? Các bạn chơi Liên Minh Huyền Thoại sẽ có những con tướng bạn đánh rất là hay và những con tướng bạn đánh rất là dở. Thì cái này chính là sẽ là xếp hạng của mình về những con tướng tuyệt vời nhất đối với mình ở trên này, cho đến xuống những cái con tướng mà mình không cảm thấy thích, những con tướng mà mình nói thẳng là mình ghét luôn á, mình không muốn nhìn thấy nó trong một trận đấu luôn, mà chính bản thân mình cầm hoặc là đối thủ cầm mình đều không muốn nó. Đơn giản là vì mình đánh gà con đấy, nghĩa là con đấy mình không thể đánh được, hoặc là do con đấy làm có một vài điều mình không thích, thì mình sẽ giải thích sau. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chưa nhỉ? Còn gì phải nói không nhỉ? À, đúng rồi. Được rồi, mình bắt đầu thôi. Thì trước hết mình sẽ mình cũng phải giới thiệu cho con, cái này là cái phần cái đây là một trang web mình tìm được trên mạng. Nó tên là Tier Maker. Thì cái link của cái trang web này ấy thì mình sẽ để phía dưới phần mô tả của video này. Rank S này, khi mình xếp con tướng nào đấy lên rank rank S thì nó sẽ là con tướng mà mình thích nhất, tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất đối với mình. Con tướng rank S thì nó sẽ thấp hơn một chút, cho đến con tướng F là con tướng mình ghét nhất, được chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với Aatrox. Aatrox thì nó là con tướng mình không chơi nhiều. Lần cuối mình chơi là con Aatrox mà chết ở level 1 xong rồi hồi sinh 300 giây ấy. Thế nên là con này không thể nào đứng ở A đổ lên được, mà cũng không thể đứng ở D và E với. À không thể đứng ở D và F được, bởi vì nó cũng không phải là con tướng mà quá tệ đối với mình. Mình sẽ để nó B hoặc C. Aatrox nhìn có vẻ ngầu ấy, thế nên là mình sẽ để nó C à B, bởi vì cái độ ngầu của nó có vẻ ok, cầm nguyên cái thanh kiếm ra đùng. Ahri. Ahri là một vị tướng mà đối với mình nó mình rất thích. Thích từ cái hồi mới tập chơi Liên Minh. Các bạn hiểu lý do không? Mình nghĩ là có nhiều bạn cũng thích Ahri cùng lý do với mình, thế nên là mình sẽ để nó ở A. Mình không chơi giỏi, con này không phải là con mình chơi giỏi, thế nên mình sẽ để nó ở A. Akali đối với mình không khác gì con Aatrox cả. Cũng là con tướng mình không chơi và nhìn thấy nó khá là ngầu, thì mình sẽ để nó ở B. Hay là để nó, hai con này xuống C nhỉ? Mình đang nghĩ việc này cũng hợp lý đấy. Alistar, con tướng mình chơi và cảm thấy ổn ở vị trí support, mình không chơi nhiều nhưng mà mỗi khi mình chơi con này thì không không nổi bật lắm nhưng mà cũng khá là ổn, thế nên là mình sẽ để nó ở B. Amumu là con tướng mình cũng có chơi nhưng mà đối với mình nó không để lại cho mình nhiều ấn tượng về cả ngoại hình lẫn lối chơi, mình cũng không có phù hợp với con tướng này, mình sẽ để nó ở B. Anivia là một trong những con tướng mình rất thích chơi,
Nhưng mình lại khác mọi người điểm là mình không bao giờ chơi con Anivia ở vị trí đường giữa, mà mình lại chơi Anivia ở vị trí đường dưới. Tất nhiên là con này sẽ ở vị trí S thôi, tại vì con này là một trong những con tướng mình rất thích. Annie đối với mình nó sẽ nằm ở A đi, tại vì con Annie này nó là con tướng dễ chơi với những người mới tập chơi, ngoại hình ổn và cái lối chơi nó cũng dễ dàng. Mình cũng có chơi khá là nhiều lần mình chơi Annie rồi và cũng không đến nỗi quá phế. AC à? AC thì mình cũng, lần cuối mình chơi là cái lần hồi mình mới tập chơi á, là 4-5 năm trước rồi, nên là mình sẽ để nó ở đây bởi vì mình không rõ về nó nữa, mình không có cảm xúc gì về nó cả. Aurelion Sol có lẽ nó sẽ nằm ở B, có lẽ vậy, tại vì Aurelion Sol này cũng thấy khá là bình thường. Azir lại là một con tướng mình không chơi bao giờ. Bác, Bác là một vị tướng theo mình là lối chơi khá là dị khi mà nó không trụ đường như các spec khác, mà thay vào đó nó đi ram rất nhiều. Và đối với mình thì nó sẽ ở B. Blitzcrank, con này thực ra mình không thích. Thứ nhất mình cầm nó cũng ổn, không đến nỗi quá phế, nhưng mà khi mà gặp nó team địch thì đây là một con tướng mà mình không thích tí nào. Thế nên mình sẽ để nó ở D. Con này kéo về thì bạn gần như là, ở rank cao thì mình không nói nhé, nhưng rank thấp mà nếu mà bạn bị dính kéo của con Blitz này thì gần như là các bạn sẽ chết. Brain, con tướng này mình không chơi, nhưng mà mình sẽ có một chút thiên vị cho con này, bởi vì con này là con tướng mà một đứa bạn của mình chơi rất giỏi, rất thích. Thế nên là mình sẽ có một chút thiên vị cho con này, nó sẽ nằm ở đây. Băng lửa, đấy, combo lửa băng Brain và Anivia. Broom, đối với mình thì con Broom này thì mình sẽ để ở B, bởi vì con Broom này theo mình thì nó có khá là giống con Alistar, cả con bác này nữa. Đây là bộ ba mình sẽ để nó gần nhau. Đối với mình thì cảm xúc của ba con này nó same, nó gần như nhau ấy. Caitlyn, mình sẽ để Caitlyn ở F và mình sẽ cho các bạn biết lý do là bởi vì khi mình tập chơi con AD ấy, cái hồi đấy mình mới tập chơi AD thì con Caitlyn này là con mà mình mới con AD mình tập chơi cả cùng con AC này nữa này. Thì AC mình đánh còn ổn ổn một chút, nhưng mà con Caitlyn này mình rất phế ấy. Và kể cả nó ở team địch mình cũng không muốn đối mặt một tí nào, con này rất phế đối với mình. Khi mà mình, tất nhiên là không, mình không nói là các bạn chơi là con này yếu nhá, chỉ là mình đang nói riêng mình thôi. Thì khi mình cầm con Caitlyn rất phế. Tiếp theo thì và đây cũng là lý do mà mình không bao giờ chơi lại con này, nên khi nếu sau này mình có stream về Liên Minh ấy, các bạn đừng bao giờ kiểu comment là chơi thử con này nhé, bởi vì mình sẽ không chơi này đâu. Tiếp theo là Camille. Camille mình đã chơi và mình thấy nó, đối với mình không có thể phát huy hiệu quả của nó được và mình sẽ để nó ở đây. Cassiopeia mình chưa chơi. Cho'Gath là một, cũng là một trong những con tướng mà một trong thằng bạn mình, những thằng bạn mình biết chơi, thì mình sẽ để nó ở đây. Corki, Corki mình cũng tập chơi cách đây vài vài tháng, vài tuần thì mình cũng thấy nó khá là hiệu quả, mình sẽ để nó ở D. À đâu, D là B nhỉ. Darius, Darius mình đang phân vân giữa B và C, tại vì Darius mình không đánh nhiều, nhưng khi mình đánh mình cũng thấy nó khá là ổn, ổn áp. Nhưng mình không đánh nhiều, có thể gần như mình không không bao giờ đánh luôn đó. Đây, Diana mình chưa đánh. Nhưng mà Diana này là một con rất hiệu quả trong combat, thế nên mình sẽ ưu ái nó hơn một chút. Ở đây mình có một cái tính ấy, là mình thiên về combat combo combo nhiều hơn rất nhiều so với một cái con mà kiểu solo bắt lẻ các kiểu, thì mình không thích bằng con combat. Cái ulti trước khi nó sửa lại thì nó combat không mạnh, nhưng mà sau khi nó sửa lại ấy, thì cái ulti nó vào combat rất là mạnh, thế mình sẽ để nó ở đây. Dr. Mundo, một trong những con tướng mình làm lên cái ký ức của mình về cái tựa game này, mình sẽ để nó ở đây. Hồi trước mình rất thích đánh con này. Raven cùng với Darius thì hai con này xem giống nhau, mình cũng có chơi rồi và cũng thấy ổn, nhưng mà mình không chơi nhiều. Echo, Echo thực ra hơi giống con này bởi vì mình cũng có chơi Echo và thấy nó không hiệu quả đối với mình chơi fit rất nhiều. Elise mình không chơi, mình sẽ để nó ở đây. Evelynn mình sẽ để nó ở C, nhưng mà vì ngoại hình của nó rất là ngon, nóng bỏng, thế nên mình sẽ để nó ở B. Ez, Zac, còn Ez này Zac với Vịnh ạ, tại vì thứ nhất mình không bao giờ chơi con này, thứ hai là
mình thấy có rất nhiều đứa nó chơi con này và nó kiểu con này là một trong những con khí cho mình ức chế, không phải Yasuo mà là con này, bởi vì mỗi lần mình vào trận mà đồng đội mình pick con này cảm giác mình rất khó chịu luôn, tại vì nó đối với mình con này rất nó hay feed up. Tất nhiên là mình không, đây mình nói lại cho các bạn một lần nữa nhé, đây là những con tướng mà theo là đối với mình là những con tướng để sắp xếp theo ý của mình chứ không phải mình nói toàn bộ các bạn, được không? Thế nên là khi mà mình có để con này vào đây, các bạn đừng có nghĩ là mình đang bảo các bạn đánh gà, tức là đánh con này yếu hay là gì, chỉ là đối với mình thôi, đối với mình thì con này nó không 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 hay tí nào. Fiddlestick, Fiddlestick, đây là Fiddlestick trước khi làm lại đúng không? Bây giờ làm lại rồi đúng không? Mình sẽ để nó đây đi. Rồi. Con Fiora, Fiora mình sẽ để đây, mình gất. Cái này không phải là do ghét hay không phải do mình đánh kém con này hay gì, mà là mình cũng không đánh con này nhưng mà mình rất ngại khi mà gặp nó ở bên kia chiến tuyến. Con tướng tủ của mình là con tí mình sẽ nói, thì mình khi mà con gặp con Fiora này mình rất là ngại, dễ dễ bị nó đập cho vỡ mồm. Con Fizz chắc là C tại vì mình không chơi con Fizz bao giờ. Thực ra có rồi nhưng mà nó cứ rất ít, mình sẽ để nó đây C. Galio là một con tướng theo đối với mình là tạm chấp nhận được. B. B nhá các bạn. Cuối cùng tiếp theo là con Gangplank là một trong những con mà mình thấy đánh khá ổn đấy. Mình không đánh hai con này nhưng mà mình khá là thích cái ngoại hình con này với một khẩu súng, một con dao, bình thuốc súng, cả con thuyền và cái ulti nữa. Thậm chí một quả cam nó có thể giải quyết được mọi vấn đề. Sẽ để nó đây tại mình khá là thích con này. Đây nha anh, chết mẹ rồi, mình đã để cái màn hình quay với nó hơi nhỏ thì các bạn chịu chú ý đây. Đây đó, Garen, con tướng này thì hầu ai cũng đã từng chơi rồi đúng không? Mình cũng khá là thích nó nhưng mà mình không main con này, không đánh nhiều con này, thế nên nó sẽ ở vị trí B thôi. Gna đây là vị tướng mà mình sẽ để nó ở đây bởi vì đối với mình con Gna nó là con gọi là thế nào nhỉ, đây mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện này là khi mà mình tiếp cận với Liên Minh ấy, thì ở cái hồi đấy mình cấp 1 cơ, cấp 1 luôn á. Bọn bạn mình nó có rủ nó bảo là muốn chơi Liên Minh thì đầu tiên phải xem tiêu điểm tướng. Thế là mình gõ tiêu điểm tướng thì con tướng đầu tiên mình thấy trong tiêu điểm là con Gangplank này. Nó tạo dấu ấn cho mình khá là nặng, sâu sắc. Nhưng lại sau ngay sau Gangplank là đến con Gna, à con Garen, Garen xong rồi đến Gna. Thì con Gna này làm cho mình một cái cảm giác rất là phù hợp với mình. Và mình đánh con Gna này rất là nhiều. Con tướng này làm cho mình rất là nhiều cảm xúc và nó gắn liền mình suốt từ cái hồi mình từng tập chơi đến bây giờ. Hồi tập chơi thì mình chưa có đủ tiền 6k 3 tinh hoa, à hồi đấy là RIP để mua thì mình chưa đủ, nhưng bây giờ thì sau khi mình mua là ngày nào cũng đánh nó, hầu như là mình sẽ đánh nó suốt tới thời điểm mãi về sau này nó mình có thời gian nghỉ một chút. Chứ sau khi mình quay lại mình vẫn giữ vững phong độ của con Gna này và là con, ngoài ra cái ngoại hình của nó hồi nhỏ nó gây ấn tượng mạnh với mình về cái hình ảnh là con cho đồ nhưng mà cái nét vẽ rất là dễ thương, hiểu không? Bên cạnh đó thì nó lại có một cái gì đấy rất là đáng sợ, nó rất giống một cái người mà có hai nhân cách vậy, thế nên là mình sẽ để nó ở đấy. Mình rất thích những người có hai nhân cách. Gragas mình sẽ để nó ở đây, đối với mình Gragas cũng giống như là Garen vậy bởi vì mình cũng có chơi và cũng thấy không thấy bình thường, KDA khá là bình thường. Cũng đây sau Gna, à, sau Gangplank, Garen, Gna thì đến con Gragas là con tiêu điểm từng tiếp theo mình cũng có xem rồi cũng thấy ổn, thế là mình sẽ để nó đây. Gray, Gray mình có chơi rồi nhưng mà mình sẽ để nó ở đây bởi vì mình không muốn gặp mặt con Gray tí nào. Con Gray khi mà đối địch ấy nó rất là nguy hiểm đối với mình không muốn chạm mặt vào con Gray. Hecarim giống Gray, mình không muốn đối đầu với con Hecarim một tí nào, thế nên mình sẽ để nó đi, khá là không thích. Heimerdinger, Heimerdinger mình không chơi. Eloy, một trong những con tướng tủ của bạn thân nhất của mình, thế nên mình sẽ ưu ái để nó ở vị trí A. Dù sao thì nó cũng từng là bạn gái của Gangplank nên để hai bọn nó đứng cạnh nhau cũng hợp lý đúng không? Irelia mình không chơi. Ivern mình không chơi. À thực ra có chơi nhưng mình không thể để nó ở B được tại vì mình không thích nó lắm, nhưng mà để D thì cũng không đúng tại vì mình cũng không ghét con này, thì mình sẽ để nó ở C mặc dù mình có chơi rồi. Janna thì mình D.
Đây con Javan này thì mình không thích con này. Đơn giản. Mình chẳng có thù hằn gì với con này cả. À thực ra mình không có cái gì gọi là để ghét con này cả, ngoài một lý do duy nhất, đó chính là cái hồi đấy mình đánh Uref và mình gặp con này và mình bị nó hành. Và đó là lý do tại sao mình không thích con này. Rắc. B. Mình khá thích đồng đội đánh rắc. Đồng đội mình mà đánh rắc là mình cũng khá là thích ấy. JC. C đi. JC không, mình có chơi không gây ấn tượng nhiều cho mình. Zinhin này lại là một cái thứ mình phải ưu ái rồi, bởi vì đây lại là một tướng thủ của một thằng bạn của mình thì mình lại ưu ái nó cạnh Eloy thôi. Hey. Jhin X, một trong số ít xạ thủ mình từng chơi và cảm thấy nó hiệu quả. B. Và các bạn để ý thì mình sẽ không bao giờ, à mình chơi rất ít xạ thủ, thế nên là đó là lý do tại sao nó ở B. Con Kai'Sa thì cũng không chơi. Kalista sẽ đứng cùng Jhin X, tại vì cũng có chơi Kalista hồi bé. Hồi mình mới tập chơi 1 năm, 2 năm thì mình cũng có chơi Kalista, khá là hay. Kama. À. Kama là một trong những vị tướng mà hồi mình tập chơi mình rất thích luôn. Và nó còn gợi cho mình về một bạn nữ ngồi cạnh mình hồi cấp 2 nữa. Đây là lý do mình nó sẽ để ở A, tại vì cái bạn nữ đấy mình khá là quý và bây giờ thì cũng đã không gặp được nữa rồi, thì tại vì cũng không còn có cái cơ hội để gặp. Con lực hướng này làm cho mình gợi cái cảm giác các bạn đấy, thế nên là mình sẽ để nó ở A. Khá là nhiều cảm xúc. Khá thớt. Mình thấy nó khá là ổn. B thôi. Kassadin. Kassadin này F. Mặc dù không bằng Gna, nhưng mà con Kassadin này chính là con mà mình rất là thích. Tại vì có một người anh của mình hàng xóm hồi trước là cũng mới tập chơi sau mình cơ. Mặc dù anh là anh nhưng mà anh tập chơi sau mình á. Thì anh hồi đấy chỉ tập chơi con Kassadin này thôi, và bây giờ thì anh đã đi ra làm việc ở nơi khác rồi và anh không gặp nữa. Và là cũng là con tướng mình luyện khá là nhiều. À bây giờ mình nói luôn này, cái độ thích ấy nó là rank này là đúng rồi nhá, nhưng ngoài ra ấy nó còn đứng theo vị trí nữa, nghĩa là con Gna này sẽ đứng trước con Kassadin này, thì có nghĩa là con Gna mình thích hơn là con Kassadin, tương đương với cả con Ghét. Thì ở phía trước này vẫn đỡ ghét nhất nhá, về sau là ghét nhất. Ở trước là đỡ ghét nhất, còn về sau là được ghét nhất. Nghĩa là các bạn cứ theo vị trí là trên xuống dưới là ghét này, là từ thích đến ghét này. Xong rồi bắt đầu từ đầu đến về sau cũng là từ thích đến ghét luôn nhá. Nghĩa là đứng sau cùng sẽ là ghét nhất, còn đứng đầu trên cùng này là thích nhất luôn đấy. Mình quên mất không sắp vị trí, nhưng mà nói chung là cũng khá là ổn rồi, mấy cái con này không có ý kiến nhiều. Katarina D. Mình không thích con này lắm, nhưng mà nó còn thích đỡ hơn so với gặp những con này, thế nên là mình sẽ để nó ở trước cái Mew. Con này gì đây? Rồi. Rồi ok. Kayle. Kayle này là hình lúc chưa sửa. Mình cũng chưa chơi con này, thế nên nó sẽ nằm ở C. Kayin. Kayin. Mình khá là thích con này. Mình cũng chơi rồi và mình khá là thích cái dạng Daikin của con này, rất là ngầu đúng không? Và con mắt rất là khỏe. Nó sẽ để ở đây vị trí này. Kennen à? Không. Lý do duy nhất mình ghét con Kennen này đó chính là mình đã từng xem LCK hay là Chung kết thế giới, và con Gna của mình nó đã có một cái tập lâu lắm rồi ấy. 2016 gì đấy, 2015 16 gì đấy thì nó bị con Gna, nó bị con Kennen này hành, và đấy là kể từ đấy là mình anti Kennen luôn. Kha'Zix, một trong số ít sát thủ mình chơi được, mình sẽ để nó ở A đi. Khá là thích. Kindred. Kindred thì có lẽ mình phải tạo thêm một cái tier nữa mình để cho Kindred, và từ từ mình sẽ xếp để nhẹ Kindred ở đây đã. Các bạn thông cảm một chút, mình phải làm này. Thêm hàng phía dưới. Đây thì mình sẽ để là Rack. Chết rồi, mình chưa để rồi, sau chữ F là chữ E đúng không? Đây là cái hàng những con rác nhất nhá. Rồi, ok. Tiếp theo Clef. Lại là một trường trong những con tướng mình rất thích. Tất nhiên nó sẽ nằm ở S. Rất thích luôn. Tuy là không không bằng Kassadin Gna, nhưng mà con Clef này là một con mà mình cảm thấy rất là vui, thích con này, bởi vì các bạn để ý nhá, hai con này, con Gna và con Kassadin ấy, cái lối chơi nó khá là giống nhau. Tương đồng phết đấy. Kog'Maw ở đây là cái chắc luôn, bởi vì nó cũng không phải ở đây chứ, tại vì thời điểm con Kog'Maw là cùng con Kama, mình sẽ để nó trước Kama
Illaoi xuống dưới, Gangplank xuống dưới, Gangplank đứng trước Illaoi nhé. Rồi ok, Ahri thì đứng sau đi. Đó. Cho gắt thì đứng trước Gangplank. Rồi Jin Him ở đây, Kong'Maw, Kama, đó là những vị tướng mình khá là thích, rất thích. Thời cùng thời Kama có Kong'Maw này là cái thời mà mình mới tập cái thời chẩu của mình nhé. Lee Blanc mình không chơi nhiều, nhưng mà để nó C thì không đúng lắm. D à? Không, mình cũng không ghét lắm. C đi, mình không chơi nhiều. Lee Sin, Lee Sin một trong con tướng được nhiều người yêu thích nhất trong game này. Mình không đánh con này, vì vậy nó sẽ chỉ đứng từ C xuống D. Có lẽ vì nhiều người chơi con này bị coi là chẩu, và mình cũng hoàn toàn đồng ý với điều đó. Rất không phải, không nói toàn bộ các bạn, nhưng mà rất nhiều người chơi Lee Sin là chẩu, và đó là lý do tại sao Lee Sin nằm ở đây. Leona nó sẽ đứng cạnh ở đây cùng với Bác Raum và Alistar. Tất nhiên rồi, mình sẽ để con này lên trước, con này Aurelion so mình thích hơn so với con còn lại. Corki cũng vậy, còn Diana để đây. Rồi đấy, Corki lên trước đi. Lissandra B là hợp lý nhất, B và nó phải đứng trước mấy con xạ thủ này là hợp lý nhất. Đối với mình con Lissandra này khá là hay, khá là hợp với mình, nhưng mà không đánh hiệu quả. Theo mình nghĩ là đánh hay, nhưng mà thực tế thực chiến thì mình thấy nó không hiệu quả, nên nó sẽ để ở đấy. Lucian, Lucian thì nó sẽ nằm ở, không 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 không, nó không thể cao thế được. C chắc là vậy, tại vì con Lucian này không động vào nhiều lắm, không có quá nhiều thời gian để chơi con Lucian. Lulu ở E, Lux mình sẽ để nó ở D, mình không thích đối mặt lắm với con Lux này, nhưng mà nó cũng không tệ đến nỗi đấy. Rồi sao 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 là mình sẽ để nó ở D, nhưng mà nó sẽ đứng trước mấy con này. Được đấy, hợp lý đấy. Nó sẽ đứng ở đây, nó nghĩa là ít nhất là nó nằm ở D, nhưng nó đứng ở đầu D, thế nên là nó cũng không bị ghét như những con khác. Manfi một trong những con tướng rất dễ đánh. B con tướng này làm cho mình nhớ cái hồi mới tập chơi nữa, lại là một trong những vị tướng mình, hồi mình tập mới tập chơi. Manzaha không đánh nhiều. C là vì hợp lý nhất, nhưng mà con Manzaha này mình cũng khá là thích ấy. Hồi có một hồi mình cũng tập chơi con này khá là nhiều, nhưng mà cuối cùng mình vẫn phải bỏ cuộc bởi con này không hợp lý với mình. Maokai một trong những con tướng mà mình rất thích. Các bạn để ý thì mình rất thích đánh những con tanh tanh tanh, chứ không thích đánh mấy con ấy. Maokai là một trong những con tướng như vậy, nhưng thời điểm hiện tại, meta hiện tại không cho phép nó phát triển, thế nên là thời điểm gần đây mình cũng không đánh Maokai nhiều, nhưng mà ngày xưa thì đánh Maokai rất nhiều luôn. Mata gì Miss Fortune thì sẽ ở cùng đây à? Không không không, B thôi. Mình đánh Miss Fortune không giỏi, nhưng mà mình có một cái skin khá là đẹp của nó, đó chính là nữ hoàng không gian, thế nên nó sẽ đứng ở trước Diana, trước cả Mumu luôn, sau Bác. Rồi hợp lý đấy. Model Kaiser mới, đây là Model Kaiser cũ, nhưng mà Model Kaiser mới mình chưa chơi, đó là lý do nó sẽ nằm ở đây. Morgana, Morgana thì nó phải nằm ở đây thôi, hợp lý quá rồi. Lại là một trong những vị tướng đây đứng cạnh các mò luôn, một trong những vị tướng mà cái thời hoàng kim của mình, chứ bây giờ mình cũng đã bỏ cái game đấy rồi. Nami mình nghĩ là mình sẽ để nó ở C, mình cũng không chơi con Nami. Nasus, Nasus đây là rõ luôn này. Bộ ba bộ có một con nữa cơ thì nó sẽ xuất hiện sau, thì là con Kama, con Kog'Maw, con Nasus và một con nữa thì nó sẽ xuất hiện sau, mình sẽ để nó ở đây trước con Morgana này. Thì đây là ba con nó cái hồi đấy là mình hay chơi Kama, Kog'Maw, Nasus và một con nữa, thì để tí mình sẽ để nó lên đây cho các bạn xem. Nautilus khá là hay đấy, con này nhiều CC không chơi cứng, mở con bắt khỏe. Nó sẽ ở đây, không nó sẽ ở trước Aurelion Sol. Được, Nico à, mình lại phải châm trước con này rồi, bởi vì nếu mình mà không xếp con này cao thì thằng bạn mình nó sẽ giết mình mất. Đấy là lý do nó phải ở cao, và ở cao thì nó sẽ ở cuối 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 A, đầu cuối A đầu B thì cũng được rồi. Nidalee con tướng mình nói sao nhỉ,
không thích lắm, tại vì con này mình không đánh hiệu quả, thế mình sẽ để nó đấy. Nocturne, Nocturne sát thủ khá là khỏe, có thể là mù toàn bộ địch, mình cũng có chơi rồi. Mình sẽ ưu ái nó một chút ở B. Nunu và Willum, hồi trước Nunu thì mình rất là thích chơi, nhưng mà Willum đến bây giờ nó đã làm mới lại rồi thì rất xin lỗi, nó phải nằm ở đây, mình không thích nó. Olaf E A F nhầm, tại vì Olaf nó là con tướng mà làm mình rất khó chịu khi phải đối đầu. Các bạn biết những cái boss ăn cha Olaf rất là khỏe đầu game luôn, đầu game họ núp lùm, họ ném cái rìu ra, và cái lần đầu tiên mình đối đầu với Olaf thì đã không kịp thở luôn. Sau đấy cái hồi đấy là còn có cái tụ bão Zeke ấy, nó có phải tụ à đâu nhiễu trượng, nhầm 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 nhiễu trượng ấy, nó làm nhiễu cả trượng xong rồi, nhiễu trụ xong rồi nó chạy vào nó bổ mình, không thể làm mà đỡ được luôn. Còn Olaf mình không thích tí nào bởi vì đối đầu với nó quá là khó. Orianna mình sẽ để nó ở đây trước mấy con này đi, bởi vì Orianna không 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 phải là bốn con mình nói nhá, nhưng mà con Orianna này là con mình khá thích, rất thích, nói là rất thích thì đúng hơn, thậm chí mình có thể đổi loại S, S đi, có mắt khỏe và cũng là một trong con tướng mà bạn mình thích chơi, và mình chính cơ bản thân mình cũng thích chơi con này luôn. Theo mình thì đây là con tướng cân bằng nhất game thôi, mình sẽ để nó đầu A. On mình không chơi. Pantheon từ lúc nó làm lại đến giờ mình cũng chưa chơi. Poppy S S S và đứng trước con này, đứng sau Gna. Poppy là vị tướng mình chơi hay nhất, đối với mình là con tướng mà mình có thông thạo cao nhất và là hay nhất, đánh thời gian nhiều nhất luôn. Con Poppy này là con cực kỳ hợp với mình, và con Gna cũng vậy, Gna là hợp nhất đến con Poppy. Mặc dù nhá, mặc dù xếp thế này nhưng mà con Poppy của mình còn đánh hay hơn con Gna, nó còn đánh nhiều điểm thông thạo hơn so với con Gna. Con Poppy này nó là cả một, khi mà con Gna này nó nói về một cái thời trai hát của mình, à một cái thời thơ ấu của mình từ cái hồi mới tập chơi Liên Minh đến giờ, thì con Poppy này là nói về cái thời trai hát của mình, nó cả một cái thời mà mình kiểu cứ ra nét bật máy lên vào game thì auto lock Poppy mà đánh đó. Tới hiện tại thì tổng tất cả các điểm thông thạo của tất cả các nick của mình nhá, nghĩa là khoảng độ 4 5 nick cộng lại ấy, thì con này nó phải tầm 250k thông thạo, hay là gần 300k thông thạo rồi. Pique không thích một tí nào, nhưng mà không đến cái độ đấy, thế nên là mình sẽ để nó ở trước Lux. Con Pique này không ngại đối độ sau Lux ấy, mình không ngại đối đầu lắm, nhưng mà nói chung là mình cũng không thích. Queen chắc chắn rồi, E đứng trước Olaf, không khác gì con Olaf cả, đi đường top, mình là main top, đi top gặp phải con Olaf đã khó chịu rồi, gặp con Queen cũng vậy, rất khó chịu. À không, Olaf và Queen còn phải đứng trên hai con củ lì này. Rồi tiếp theo Rakan, mình không chơi Rakan, nó sẽ nằm ở đây. Rammus mình thấy cái lối chơi Rammus khá là hay, các bạn chỉ cần lao vào và khiêu khích nó cho nó đánh, thế nên là sẽ đứng ở trước Evelynn đó, trước Evelynn. Rek'Sai à, mình không đánh Rek'Sai, thế nên nó sẽ ở C. Riten mình không đánh con này, nhưng mình không thể để nó ở C được, mình không thích đối đâu với con này được. Mặc dù các bạn có thể biết đấy, mình main Poppy, mình rất thích đánh với con Riten này, nhưng khi mà các bạn cầm Gna, Poppy đánh Riten thì có vẻ nghe vẻ ổn đấy, mình có thể đánh ngang kèo được, nhưng mà đánh Gna và đánh con Riten này rất khó chịu. Thật sự mình không thích đánh con Gna mà gặp con Riten tí nào. Rengar, một con tướng dồn đam, có thể nói là cái thời ngày xưa nó dồn cho phát 5 nộ ấy thì thôi luôn các bạn, mất AD. Và nó sẽ là con tướng mình khá là thích luôn, và cũng là một con tướng tủ của một thằng bạn mình, thế nên chắc là nó sẽ đứng trước cho Gat sau Kha'Zix. Revan mình không ngại con này, và nó sẽ ở C. Đánh Gna ngại Revan, nhưng đánh Poppy thì không. Rumble con tướng mình rất thích nhưng mình không hay, thế nên nó sẽ ở cuối cuối của A đầu B. Mình thích con này thế nên mình định lên cho S, nhưng mà mình nhận ra là mình không hay, con này rất tệ nên nó sẽ ở đấy. Ryze đây, đây chính là con bài thứ tư trong bộ tứ này, Kama'Sa, Kog'Maw, Ryze và Nasus là bốn con mà cái hồi chơi xong 1 2 năm là mình chỉ chơi mấy con này thôi. Cái Ryze đấy là Ryze chưa sửa như con này cơ, mà cái Ryze mà nó spam
WQEQ đó, rất là mạnh luôn. Sejuani, con tướng mình rất thích. Nó sẽ đứng cạnh Nautilus. Cái hồi đấy mình còn vấp phắc, Sejuani đi lên top cơ chứ không phải là đi không phải là đi đi rừng đâu. Đi lên top luôn đấy. Và rất khỏe luôn nhá, các bạn thử đi. Con này cầm một là dư chấn, hai là quyền năng bất diệt, đi top rất khỏe. Bây giờ thì không biết nữa, nhưng mà hồi đấy em thích ấy. Sako. Nó sẽ đứng trước Zavan. Con này mình không thích bởi vì nó là con tướng của thằng bạn mình, và mỗi lần nó cầm con này thì là nó một là chôn, hai là feed sen và đứng trước Kassadin luôn, đứng sau Poppy, đứng trước Kassadin. Đây là ba con tướng mà mình có điểm thông thạo cao nhất trong game. Poppy cao nhất đến Qna, rồi cuối cùng là đến Sen. Thì ba con tướng này có chung một điểm là nó trâu với cả Lin. Và nó rất hợp, con Sen này rất dễ hỗ trợ đồng đội như cái ulti của nó. Khiêu khích, khống chế khỏe. Không có một lý do gì không chơi Sen cả. Hồi trước mình có một cái thời mà mình kỳ thị con Sen. Sau đó vào một cái thời điểm mà mình vào cái thời gọi là cái thử thách do chính mình đặt ra, đó chính là không chơi hai tướng trùng lặp nhau trong vòng 10 trận. Thì đến một trận mà mình cầm vào con Sen và mình chơi thử nó và mình nghiện luôn. Ban đầu mình kỳ thị con Sen thôi, mà sau đó mình nghiện luôn con Sen. Và thứ hai là mình đã có một cái trang phục rất đẹp của con Sen này, là Sen Hoàng Ngục. Sivana mình không chơi con này, thế nên mình sẽ để nó ở đây. Singed rất khó chịu, mình sẽ không để nó ở D mà nó sẽ ở đầu E, à đầu F. Hoặc là E trước hay F trước nhỉ? A, B, C, D. Khoan, mình nhầm rồi, đây phải là E. Còn dưới này mới là F mới đúng. Dưới này mới F, xin lỗi các bạn. Đây phải là E và F, F phải là dưới cùng, dưới cả E. Tiếp theo là Sion. Rồi, giống như trên này. Còn tướng, không, đầu 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 S thôi, không 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 SS được. Tại con tướng này lâu rồi mình không chơi. Nhưng mà cái hồi mình chơi là tỷ lệ thắng con này cao nhất luôn. Đến thời điểm hiện tại chưa có một vị tướng nào mình đánh mà cái tỷ lệ thắng cao hơn nó Sion. Chỉ là bây giờ mình không đánh Sion lại nữa thôi. Sivir, con tướng mình đánh tệ nhất. Nó sẽ nằm ở đây cùng với Kindred này. Hai con tướng Chass này. Tại vì hai con này, con ba con này ấy, ngoài con Lulu này ra thì có lý do khác, còn con Ji, con Kindred và con Sivir. Ba con này là ba con mình đánh cực kỳ tệ luôn. Mình nói thật. Con Caitlyn này nhá, mình đánh vào có thể là tệ nhưng cái do hồi đấy là hình mình chưa biết chơi. Sau khi mình leo lên rank vàng, rank bạc rồi mà đánh với con này ấy, nó thề các bạn ạ. Nó fit cực kỳ luôn. Con Kindred chính chính bản thân mình, con Kindred này mình đã từng đánh và nó là không mười mấy ấy. Đó. Thế là từ giờ mình không đánh con này nữa. Còn con Lulu này là do một vấn đề nhạy cảm mình không nói. Có một đứa ấy, nhưng ít nhất là con Lulu này nó còn đứng ở đầu chứ nó không đứng ở giữa cuối như ba con này. Skarner rất thích luôn. Các bạn thấy ngoại hình con này có vẻ không đẹp đúng không, nhưng mà đối với mình con Skarner là một, không cần ngoại hình mà cái lối chơi nó rất là ngon, nó bắt AD khỏi bàn luôn. Nó sẽ phải đứng trước Rammus. Sona mình có chơi rồi, nó sẽ phải đứng ở trước Nicole. Sona nói chung là cái lý do nó ở đây thì nó cũng không khác Ari là mấy. Mà chỗ con Ari đâu nhỉ? Con Ari nó nằm ở, vừa xếp nó ở đâu rồi? Chết mẹ rồi, mình cũng chả nhớ con Ari đây. Ari nằm đây, thế thì Sona nó phải nằm đây. Đấy, hợp lý rồi đấy. Soraka, cái hồi này con này mình cũng đã từng chơi rất là nhiều hồi hồi xưa rồi. Cái hồi mà mình đánh đây, con Soraka và con Sion là hai con mình đánh rất nhiều. Nhưng mà con Sion thì tỷ lệ thắng rất cao, còn Soraka là trung bình thôi. Thế nên là mình sẽ để nó ở trước Kayn, nó sẽ nằm trước Kayn và sau Corki. Swain S và đứng sau Sion. Con tướng này từ cái hồi nó sửa lại là vô hạn sức mạnh nhờ cái nội tại của nó ấy. Mình đánh rất nhiều luôn. Và các bạn để ý không, con Sion cũng vậy, cũng có vô hạn sức mạnh, vô hạn máu, chính xác là vô hạn máu. Con này cũng vậy, hai con này tanh rất trâu và mình khá thích đánh con Swain đi top và cầm quyền năng bất diệt. Các bạn không nghe nhầm nhá, mình bảo là Swain đi top và cầm quyền năng bất diệt. Hồi đấy đánh con này rất nhiều. Syndra mình chưa đánh. Tam Ken nó sẽ đứng ở
đây, tại vì mình cũng không đánh con này nhiều. Talia, con này không phải là do mình ghét nó vì lý do gì mà do mình đánh gà. Con này mình đánh rất fit, thế nên là nó sẽ đứng ở sau Fiora trước Gray đó, hợp lý đấy. Talon chưa đánh. Taric thì nó sẽ ở cùng với cái chỗ củ lìn này. Đây đây đây, Alistar lại Leona, Bác Braum thì con này sẽ đứng trước Leona và sau Alistar đó, một nhóm này. Alistar, Taric, Leona, Braum và Bác Timo đứng đây. Thresh tất nhiên rồi, Thresh nó phải nằm ở trên này, thậm chí ở trên này. Bây giờ gần như mình chả bao giờ đánh Thresh nữa, kể cả bạn có mời mình đánh Thresh thì mình cũng chả đánh nữa. Nhưng mà ngày xưa ấy, cái hồi vẫn còn chơi support nhiều thì Thresh là một con tướng không thể thiếu trong cuộc sống luôn. Thresh nó là con tướng tủ của cái thằng dạy mình chơi Liên Minh, và sau khi cái nick của mình hiện tại mình chơi cũng là do cái thằng đấy nó cho lại mình, và cái điểm thông thạo Thresh trong đấy vẫn rất cao so với cả hiện tại mặt bằng chung. Thresh này nó là một con tướng, thứ nhất nữa là mình, thứ hai nữa là giống con say này là mình cũng có một cái trang phục là Thresh khắc tinh rất là đẹp. Và ngoài ra thì con Thresh này nó là con Thresh CP hoàn hảo cho mọi trường hợp luôn á. À, còn cái này tướng ơi, Tristana mình sẽ để nó ở cuối B đi, tại vì cũng khá thích nó, mặc dù không không đến ấy, không đến nỗi quá thích, nhưng mà rồi mình sẽ để nó ở cuối B nhé, có nghĩa là gần như nó C luôn đấy. Trundle nó phải làm ở trên là S thôi, nhưng mà sẽ là trước Maokai, không trước cả Claire luôn. Con Trundle này mình rất thích, ngày xưa đánh rất thích, hút nhất là khi mà bạn cầm con Trundle đối đầu với con châu 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 ấy, tanker cơ chó chó vậy đi, châu chó ấy. Ôi, cầm con Trundle là sướng vậy, cả lìn gõ như con xong để trụ sướng dễ dễ dàng lên được cái tam hợp sắp phát vào vỡ mồm luôn. Chin Demir, Chin Demir thì nó sẽ ở đây cùng với con Teemo, đứng trước Teemo. Mình vẫn ghét Teemo hơn, dù sao thì con Chin Demir cũng khá là khó chịu khi mà đối đầu. Không thế chứ, nó chỉ nằm ở trên D đi, Riften đã khá là khó chịu khi mà đối đầu, cũng giống như Riften này vậy. Mình không muốn đối đầu với con Chin Demir. Thuyết tập phết, thuyết tập phết nó sẽ đứng ở đầu A cùng với Orianna luôn. Hai con này khá là, đối với mình khá là giống nhau, hai con đều là kiểu mày đi được giữa AP kiểm soát xong rồi kỹ năng khá là kinh đấy. Và cũng đây cũng là hai con tướng mà các bạn nên tập chơi khi mà mới chơi đi, chuyển sang đường giữa chơi AP thì Dopa cũng đã khuyên các bạn là nên chơi hai con tướng này khá là hay. Twitch mình không thích con chuột này lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi quá kinh ghét. Nó sẽ đứng ở đầu D, đứng trước cả lắc luôn, mình không quá ghét con này đâu. Udyr mình không chơi con này nhiều, nó sẽ ở C. Ugot giống luôn, giống cả Aatrox và con Akali vậy. Con Ugot từ lúc nó làm lại đến giờ mình chả bao giờ động vào. Varus đây tiếp tục, tại vì cũng không đánh Varus, mình không đánh anh nhiều AD. Con Vayne này thì nó sẽ ở phía mình ghét, nó sẽ đứng ở đây luôn cùng với Queen và Olaf đó. Các bạn hiểu lý do tại sao mình xếp này không? Tại vì con Queen, Olaf và con Vayne này nó giống nhau, khi mà bạn đi top bạn gặp nó rất khó chịu. Vega này mình khá là thích, có rất nhiều thằng đứa bạn mình đánh giỏi con Vega này, thế nên là nó sẽ đứng ở trên cuối A, cuối A tăng tới sức mạnh late game cho một công ty bay màu AD. Veo cọt rất khó chịu, mình không thích đánh con này và mình cũng không muốn đối đầu với con này, thế nên nó sẽ đứng ở trước Zavan. Con này mình thấy nó rất là khó chịu khi đối đầu và mình cũng không đánh giỏi con này được, con này cần tính toán hình học các kiểu rất mệt. Victor mình sẽ để con này cao cao bởi vì hồi trước mình cũng đánh con này nhiều. Con này nó sẽ đứng ở trước Jhin Hin, bởi vì con Victor này là con có một thời điểm mà mình cũng cầm nó đi mid và cũng có cầm nó xuống vị trí đường dưới, thấy khá là hiệu quả mặc dù cũng không được lâu dài vì mình không chơi. Vladimir mình khó chịu với con này bởi vì khi gặp con này đối đầu rất là mệt, nhưng mà nó cũng không đến mức quá kinh khủng, thế nên mình sẽ đứng để nó trước cả Fiora và Camille. Con này không đến nỗi mình quá ghét đâu.
Volibear khi mà sửa lại thì mình ghét. Và nó lý do tại sao nó sẽ nằm ở cùng cái hội lìn này, cái hội rất khó chịu này. Warwick là con tướng mình sẽ để nó rất cao, bởi vì con này là con mình gần đây mình khá là thích con này. Khả năng solo ở level đầu và level cuối nó rất là mạnh. Khả năng đi gank tốt, dọn rừng ổn. Đó là lý do tại sao nó còn đứng trước cả Khazix. Ngộ Không, nếu bạn bảo là Ngộ Không ngày xưa thì mình sẽ để nó cao, nhưng mà Ngộ Không mới tuy là chỉnh sửa không nhiều đâu, so với ngày xưa thì nó chỉnh sửa không nhiều, nhưng mà mình cũng không thích nó lắm. Vậy thì nó sẽ đứng ở trước Skarner, không đứng trước Amumu. Ngày xưa nếu mà là ngày xưa thì mình sẽ để nó còn cao hơn á, nhưng mà hiện tại thì mình sẽ để nó ở Amumu thôi. Con này cũng không chơi, nó sẽ mình sẽ để nó gần Rakan cho nó tình cảm một chút. Dạ, mặc dù mình cũng không chơi hai con này, Serrat mình không muốn đối đầu với con này, đấy là lý do nó sẽ nằm ở đây cùng với ở cái lũ mà tôi không muốn đối đầu này. Vladimir, Eco, Katarina, nói chung là mấy cái con này đều là những con mình không đối đầu, chỉ có con Lia Lê này này là mình đánh kém này. Đúng rồi đấy, chỉ có con Lea Lê là do mình đánh kém, còn những cái con từ thời Quick này cho đến con cá sấu này thì đều là mình không muốn đối đầu. Ở hàng dưới này thì cũng thế, tất cả những con này đều là con không muốn đối đầu, chỉ trừ con Caitlyn này do mình đánh kém là một, và con Sako này là do thằng bạn mình là hai. Còn phía dưới này thì mình nói rồi đấy, ba con này là do mình ba con đánh kém, còn con này là do cái đứa mình không thích, cái đứa mình nó có vấn đề thì gọi là nhạy cảm một chút thì nó sẽ nằm ở đây. Không, thực ra là cũng hơi thế, hơi quá đáng, mình sẽ để nó đây. Cái lý do thực ra mình đưa ra nó không chính đáng lắm, thế nên mình đã nghĩ lại và để nó trên này. Xin giao à, đối với mình xin giao khá là ổn, thế là nó sẽ nằm ở cùng với Garen đi. Tại vì xin giao, con xin giao này là nói có gì đó thì con xin giao này nó chính là cái con đầu tiên mà mình vác vào rank để mình đánh và thua sấp mặt, nhưng mà dù sao thì nó là một cái kỷ niệm vui. Yasuo, các bạn nghĩ mình sẽ để nó đây à? Nhưng không, mình sẽ không để nó ở đấy đâu, nhưng mà nó sẽ nằm ở trên phần này đây, hợp lý đấy. Yasuo là con tướng kể cả là team mình có thì mình thấy bình thường, nhưng mà team địch có thì mình cũng không thích lắm, đó lý do nó sẽ nằm ở đấy. Yorick, Yorick này giống con Skarner, mình sẽ để nó trước sau Skarner, nó sẽ ở sau Skarner rồi trước Rammus, hợp lý rồi đấy. Zac mình không chơi từ lúc nó sửa lại, ở đâu nó phải nằm trên này đúng không? Đúng rồi đấy. Z thì các bạn hiểu lý do không? Tại sao nó đứng cạnh Yasuo không? Các bạn đúng rồi đấy, tại vì nó đều có điểm giống nhau, trổ rất nhiều và khả năng bay lượn múa đẹp, combo các kiểu. Rick mình không chơi, thế nên là nó sẽ nằm ở C. Zilean lại một con này là phải đưa trên S rồi, và nó sẽ nằm ở không, con này là phải ở trên SSS chứ, đứng sau cả Kassadin. Nhưng mà con Zilean lần này con mình rất thích chơi, cực kỳ thích chơi ở vị trí đường giữa hoặc là đi support thì mình đều chơi con Zilean lần này rất ổn, rất tốt. Rồi mình không chơi, nhưng mà mình cũng không thích đối mặt với nó, thế nên là nó sẽ nằm ở cái chỗ, cái vùng mà mình không muốn đối mặt này. Nó sẽ nằm ở trước Eco. Gira là một con mình tướng mình khá là đánh nhiều nhưng mà không ổn, không 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 có ấy lắm, thế nên nó sẽ còn một B. Chắc là nó sẽ phải đứng sau sau rắc trước Syndra, à, Lissandra, hợp lý đấy. À, nó sẽ đang ở đó. Silas, con tướng đa dụng nhưng mình cũng không chơi và mình cũng thấy con này khá là bình thường. Yuumi à, con này cái này thì không thể nào nói là ghét kẻ địch được, nhưng mà mình cũng không thích nó ở vị trí đồng đội của mình, giống con Lulu. Và cuối cùng vị tướng cuối cùng Quiana, mình chưa chơi con này. C. Ok, vậy là đây là top tướng, những con tướng mà mình thích, từ thích nhất, hoàn hảo nhất đối với mình cho đến những con tướng mình ghét nhất, không thích một tí nào, không muốn gặp nó. Từ trên này xuống thì và từ phía trước ra phía sau, nghĩa từ đã từ trên xuống rồi, nhưng còn từ là từ trước ra sau nữa, từ trước ra đến sau là những con tướng mình không thích. Tức là mình thích cả năm, tất nhiên là sáu này sáu con mình thích nhất rồi, nhưng mình thích Garena hơn Poppy, và thích hơn so với Sen, so với Thresh, thích hơn so với Kassadin và Zilean đó, hiểu chưa?
Cũng như vậy, và con ghét nhất là con không phải Master Yi đâu, mà là con Kindred. Đó. Thì đây chính là, đây mình sẽ lướt xuống từ trên xuống cho các bạn xem từ từ nhé. Đây chính là top. Rồi, đó, đó là cảm nhận riêng của mình. Lưu ý đây chỉ là cảm nhận riêng của mình thôi nhá. Mình sẽ lưu và tải xuống. Cái này thì mình để ở sau. Tải hình ảnh. Các bạn có thể tải hình ảnh sau khi các bạn làm, nó sẽ tải về cho các bạn. Cái link của cái này thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả của video này nhé. Và mỗi thứ tư thì mình sẽ ra một cái top liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.